Vợ cũ bằng kiều, ly hôn xong, tôi không biết làm gì kiếm sống, công việc không có, đi hát không được. Mới đây, chương trình Nhà có khách đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Chizzy Phương Trinh, vợ cũ ca sĩ bằng kiều. Tại chương trình tuần này, Chizzy Phương Trinh chia sẻ về cuộc sống bận rộn ở tuổi U60. Sáng sớm tôi đã dậy lo cho nhà hàng, tối lại làm quán nhạc, cứ phải 2 giờ đêm mới đặt lưng xuống giường được. Ngoài kinh doanh, tôi vẫn đi hát nên không còn thời gian để làm gì. Mấy ngày nữa tôi bay đi Pháp rồi lại sang Canada, Úc để diễn show, rồi quay ngược lại châu Âu. Tôi cảm thấy mình may mắn vì được ơn trên quá nhiều, nên làm việc nhiều vẫn không thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, tôi không kiếm nhiều tiền như mọi người nghĩ. Làm nhà hàng nhìn hoành tráng vậy thôi, nhiều khi tiền chỉ đủ trả nhân viên, mặt bằng. Tiếp đó, Chizzy Phương Trinh chia sẻ về cơ duyên mở nhà hàng sau khi ly hôn bằng kiều. Tôi làm nhà hàng đồ Việt này cũng để được ăn đồ Việt, vì ở nhà tôi không nấu ăn mấy, còn tôi thì toàn ăn đồ Tây. Lúc tôi ly hôn bằng kiều xong, tôi không biết phải làm gì kiếm sống vì trước đó tôi đã nghỉ hát để lui về lo cho chồng con, bầu sâu, khán giả quên tôi luôn rồi. Tôi không thể đi hát lại được. Khi đó, tôi nhìn tương lai mịt mù lắm vì đã 45 tuổi rồi, một tay ba đứa con nhỏ, công việc thì không có, ca hát thì khán giả quên mình. Tôi đi hát từ năm 19 tuổi, đâu đi làm gì để có kinh nghiệm đi xin việc, đâu ai muốn tôi. Có một người bạn gợi ý cho tôi là mua lại một quán ăn rồi mở ca nhạc buổi tối. Tôi thì chưa bao giờ làm nhà hàng nhưng có linh tính gì đó nên lấy hết tiền ở ngân hàng về để mua nhà hàng. Mua nhà hàng xong, tôi về bảo mẹ thì mẹ tôi mắng quá trời, bảo tôi ở nhà đến hũ muối còn không biết, làm sao mở nhà hàng được. Nhưng tôi vẫn quyết tâm và mở nhà hàng sau một năm là lấy lại vốn luôn, đông khủng khiếp. Về cuộc sống sau khi ly hôn, Chizzy Phương Trinh chia sẻ, sau khi ly hôn, tôi cũng buồn nên bạn bè rủ đi chơi nhiều. Vì đi chơi nhiều nên tôi nghĩ là thôi, thay vì đi chỗ nọ chỗ kia thì mình tự mở một chỗ riêng để tiếp bạn bè. Nhưng tôi chỉ chơi bời lúc đó. Sau khi mở nhà hàng kinh doanh, tôi lại không ăn chơi nữa. Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy giai đoạn sau ly hôn đó như để tôi thực tập kinh nghiệm mở nhà hàng.